Vô ngã độc tôn, tập 25. Tôi là La Vân, tôi nghĩ ông không hề biết tôi. Nếu không thì dù có cho ông 10 lá gan, thì ông cũng không dám động vào người của tôi. La Vân nở nụ cười lạnh lùng nói. Ba cường giả cảnh giới tiên thiên bao vây xung quanh hắn, nhìn chăm chăm vào mặt ông Thanh, đồng thời cũng phòng bị chặt chẽ. Ông Thanh liếc mắt nhìn về phía La Vân, sau đó lại quét mắt nhìn ba cao thủ cảnh giới tiên thiên kia, trong mắt mang theo vẻ nghiêm túc. Ba cao thủ cảnh giới tiên thiên, hai người trong số đó vừa mới tiến vào cảnh giới tiên thiên, còn có một người là cảnh giới tiên thiên tiểu thành. Mặc dù nói ông ta không có thực lực của ba người này, ông ta không coi thực lực của ba người này ra gì, nhưng có thể khiến cho ba cao thủ cảnh giới tiên thiên bảo vệ, ông ta không thể không quan tâm tới bối cảnh của La Vân. Thấy ông Thanh dừng tay, La Vân hừ lại một tiếng, sau đó chậm rãi rút ra một cái lệnh bài, một chữ La rất lớn khiến cho ông Thanh chấn động mạnh mẽ. Ông ta thầm đoán ra được thân phận của La Vân, thế nhưng sau khi ông ta nhìn thấy tấm lệnh bài đó thì trong lòng đã khẳng định được suy đoán. Thành Thanh Viễn là thành trì hạng 3, bên trên thành Thanh Viễn là thành La Hầu. Thành La Hầu thống trị mấy chục thành trì hạng 3. Lệnh bài của La Vân chính là lệnh bài La Thị, thuộc về thành La Hầu. Thấy tấm lệnh bài này, đừng nói là cảnh giới tiên thiên bình thường, cho dù là tu giả cảnh giới tử phủ cũng phải cần suy xét lại. Thực lực của La Thị tuyệt đối là khủng bố. Cậu đi đi. Ông Thanh thở dài, ở trước mặt lệnh bài của La Thị, ông ta không thể không quy phục. Trên mặt La Vân mang theo nụ cười lạnh lùng, liếc mắt nhìn Dương Hạo, sau đó xoay người dẫn theo đám thuộc hạ của mình rời đi. Thật ra trước khi đi, hắn định giết Dương Hạo trước rồi mới nói tiếp. Thế nhưng tính uy hiếp mà ba người ông Thanh, ông Hoắc, ông Ninh mang lại cho hắn quá lớn. Nếu như bọn họ không màng tất cả mà muốn giết hắn, hôm nay hắn nhất định chỉ còn đường chết. Vậy nên ở dưới tình huống như vậy, hắn vẫn lựa chọn rời đi rồi mới tính. Muốn giết Dương Hạo, đổi sang hôm khác cũng chưa muộn. Đám người nhường một lối ra cho La Vân rời đi, không một ai dám ngăn cản hắn. Ngay cả ba cường giả ở cảnh giới tiên thiên như ông Thanh cũng phải quy phục. Tử đệ môn hạ càng không cần phải nói. Ông Thanh, Dương Hạo tâm địa bất chính, tàn sát đồng môn, tôi yêu cầu xử cậu ta tội chết. Đợi La Vân rời đi, Phong Thiên Không liền nói với ông Thanh. Lúc đối diện với ông Thanh, ông ta cũng thu lại sự cuồng ngạo của bản thân. So với khi đối diện với ông Hoắc và ông Ninh, khi trước thì nhún nhường hơn rất nhiều. Rất rõ ràng địa vị của ông Thanh ở trong Học viện Linh Không thực sự không hề tầm thường. Ông muốn giết cậu ta sao? Ông Thanh lạnh lùng liếc nhìn Phong Thiên Không, sau đó từ từ lên tiếng. Nếu như ông động vào cậu ta, tôi đảm bảo ông sẽ thân bại danh liệt. Sau đó tôi sẽ tự tay giết chết ông. Phong Thiên Không chợt run lên, nhìn ông Thanh với vẻ không thể tin nổi. Ông ta không ngờ ông Thanh lại nói ra những lời như vậy. Lẽ nào địa vị của bản thân ở trong Học viện Linh Không còn không bằng một tên đệ tử tinh anh nhỏ bé này sao? Ông Hoắc và ông Ninh nói không sai. Phong Thiên Không, ông đừng có mà làm gì thái quá, nếu không thì chẳng ai bảo vệ được cho ông đâu. Ông Thanh hiếp mắt, sát ý bừng bừng. Phong Thiên Không lại run lên, sau đó cúi đầu, trong mắt lóe lên tia sáng u ám. Trong lòng ông ta đang chửi rủa, bản thân mất đi một đệ tử mà mấy người ông Thanh lại chẳng buồn nể mặt mình, ngược lại còn bảo vệ cho thằng Răng đã tát mình một cái. Hành vi như vậy khiến nỗi oán hận trong lòng ông ta càng chẳng thể khống chế nổi. Là do mấy người ép tôi đó. Trong mắt Phong Thiên Không lóe lên vẻ sắc lạnh, sau đó trong đầu nảy ra một quyết định khiến cho ông ta muôn đời muôn kiếp cũng không thay đổi được. Trở về, Phong Thiên Không quay lưng dẫn theo mấy người bên cạnh mình rời đi. Ông Thanh nhìn theo bóng lưng của ông ta, trong mắt mang theo vẻ thương tiếc. Phong Thiên Không đã không còn là cậu thanh niên mà ông ta đề cao của quá khứ nữa, mà đã trở thành người bị che mờ hai mắt, bị lợi ích làm cho mụ mịt đầu óc. Đám người rầm rộ tiến tới Học viện Linh Không. Dương Hạo cũng đi theo số đông đệ tử tiến về phía Học viện Linh Không. Này, mạng của đệ rất lớn đó, ngay cả ba ông cụ cũng ra tay bảo vệ cho đệ. Một giọng nói yêu kiều vang lên bên tai. Dương Hạo quay đầu lại nhìn, vừa khéo thấy Tô Nhã và Phù Nguyệt đang đi về phía mình. Sau lưng bọn họ là Tô Khanh, sư tỷ Tô Nhã, sư tỷ Phù Nguyệt. Dương Hạo cười nói với hai người họ,
ánh mắt hết sức tự nhiên. Ba ông lão liên thủ bảo vệ mình, điểm này cũng là điều mà anh không ngờ tới. Có điều trong đó có một tầng quan hệ của ông Hoắc, anh cũng không có quá nhiều hoài nghi. Được rồi, không nói nữa, trở về rồi nói sau. Tô Nhã liếc mắt nhìn Dương Hạo, lúc bắt gặp ánh mắt của Dương Hạo thì lại vội vàng quay đầu đi. Trên quảng trường học viện Linh Không, rất nhiều đệ tử đang tập trung ở nơi này. Ở vị trí trung tâm quảng trường có mấy chục chiến đài vừa mới được dựng lên. Khóa lịch luyện kết thúc, thứ chờ đón đám đệ tử chính là sát hạch, mà lần sát hạch này có liên quan tới địa vị và xếp hạng của tất cả đệ tử ở trong học viện. Hàng nghìn đệ tử học viện Linh Không đều tập trung bên trên quảng trường, đầu người chuyển động, mọi người đều đang chờ đợi cuộc sát hạch bắt đầu. Có người kích động, có người hào hứng, cũng có người lo lắng, mà cũng có người cảm thấy hơi chán nản. Reng! Một hồi chuông vang lên, cho đó đám người đột nhiên trở nên sục sôi. Tại vị trí điện chủ, từng bóng người lần lượt bước ra từ bên trong. Tứ đại trưởng lão, còn có 20 thầy giáo đều xuất hiện trên bục cao. Ngoài ra còn có 3 thanh niên trông khá trẻ tuổi, bọn họ đều chưa quá 25, thực sự còn rất trẻ. Thế nhưng, trên người bọn họ đều mang theo một luồng khí tức mạnh mẽ, không một ai dám coi thường ba người họ. Dù là mấy thầy giáo đứng bên cạnh bọn họ, cũng đều không có khí phách ung dung như thế. Vấn Huyền Lăng, Chữ Kế Phong, Thiệu Dục, ba đệ tử nòng cốt đều xuất hiện rồi. Phù Nguyệt lên tiếng nói, trên mặt lộ ra vẻ phấn khích. Dương Hạo quay đầu lại, bất chợt phát hiện ra chiến ý trong mắt Phù Nguyệt. Chiến ý trong mắt cô không nhắm vào ai khác, chính là đệ tử nòng cốt số 1 Vấn Huyền Lăng. Cô gái này tuyệt đối không đơn giản. Trong lòng Dương Hạo thầm thốt lên, sau đó cũng quan sát ba đệ tử nòng cốt phía trước mặt. Ngoài ba cường giả đệ tử nòng cốt thì còn có đệ tử chấp pháp Lôi Sùng Vân và đệ tử tinh anh Bắc Măng Xuyên. 5 người đều nổi danh đã lâu ở bên trong học viện Linh Không. Anh đã từng gặp cả 5 người này, thế nhưng không còn nghi ngờ gì. Ba người Vấn Huyền Lăng ưu tú hơn so với Lôi Sùng Vân và Bắc Măng Xuyên phía sau lưng. Đệ tử nòng cốt chẳng phải là hư danh. Trước mặt Phong Thiên Không vô cùng bình tĩnh, nhưng trong hai mắt lại u ám lạ thường. Ông ta liếc nhìn đám đệ tử bên dưới lên tiếng. Mấy người đều là nền tảng của học viện Linh Không. Tôi chúc mấy người có thể đạt được thành tích tốt nhất, giành được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Trước tiên, sát hạch của đệ tử hội nội môn bắt đầu. 30 chiến đài đang ghi tên của tất cả mọi người. Mọi người sẽ được tự động chọn ra. Lệnh yêu ma sẽ có cảm ứng. Đợi sau khi mấy người được chọn ra thì sẽ phải lên trên ứng chiến với đối thủ. Hiện tại tôi tuyên bố sát hạch đệ tử nội môn bắt đầu. Cường giả ở cảnh giới ngân linh có thể xếp chung vào hàng đệ tử tinh anh. Bắt đầu đi. Phong Thiên Không phất tay rồi lùi ra phía sau. Có điều vào lúc lùi ra phía sau, ông ta lạnh lùng liếc nhìn Dương Hạo, sát ý không chút che đậy. Như cảm nhận được, Dương Hạo ngẩng đầu nhìn thẳng vào trong mắt Phong Thiên Không. Trong lòng anh cũng ngập tràn sự phẫn nộ mãnh liệt. Thân là đại trưởng lão mà lại mặt dày vô liêm sỉ ra tay với mình. Phong Thiên Không đã không còn xứng là trưởng lão nữa. Lão già vô liêm sỉ này, nếu như không phải thực lực của bản thân chưa đủ thì anh nhất định sẽ khiêu chiến với Phong Thiên Không. Trận đấu đầu tiên bắt đầu rồi, là Triệu Khoa và Luân Thương. Đám người bắt đầu bàn tán, tất cả đệ tử nội môn đều chú ý tới trận đấu trên bục. Còn đệ tử tinh anh thì bắt đầu lũ lượt rời khỏi quảng trường. Mặc dù sát hạch đã bắt đầu, thế nhưng mấy ngày đầu đều là sát hạch của đệ tử nội môn. Đợi tới lượt bọn họ e rằng phải sau 5 ngày nữa. Dương Hạo và Tô Nhã cũng rời đi. Có điều lúc rời đi, sau lưng lại có thêm 2 người. Dương Hạo, tôi nghĩ lần này tôi phải nhường lại vị trí số 1 rồi. Bắc Măng Xuyên nhìn Dương Hạo, trong mắt có bất lực mà cũng có sự lạc lõng. Ý của anh ta rất rõ ràng, sức cạnh tranh trong lần này rất lớn, đặc biệt là Dương Hạo, thực lực của anh ta còn cao hơn một bậc. Vậy nên ý của anh ta chính là Dương Hạo sẽ trở thành tinh anh số 1. Dương Hạo lắc lắc đầu, cười nói, đệ sẽ không tranh giành vị trí số 1 với huynh đâu. Lời nói này khiến Bắc Măng Xuyên hơi sững sờ, sau đó anh ta và Bắc Măng Thanh vẫn luôn trầm mặc không nói, nhanh chóng đi theo sau. Trở về tiểu viện, có mấy anh em đã ở đây chờ Dương Hạo từ lâu. Trong vòng 3 tháng lịch luyện, mấy người Dương Hoành cũng tiến bộ hơn nhiều, đặc biệt là Dương Thanh Thanh đã có tu vi cảnh giới ngân linh bước 4. Đại ca,
Nghe nói đại trưởng lão muốn giết Huynh, Huynh không sao chứ? Dương Hoành lo lắng hỏi. Dương Hạo xua tay cười nói, Huynh không sao, các đệ cứ tiếp tục tu luyện đi. Huynh nghỉ ngơi một lát, sau đó sẽ đi tới chỗ ông Hoắc một chuyến. Nghỉ ngơi 2 tiếng đồng hồ, Dương Hạo cuối cùng cũng chữa lành vết thương mà Phong Thiên Không để lại trên người mình. Anh đứng dậy rời khỏi tiểu viện, đi thẳng tới điện công Huynh. Sau khi tới điện công Huynh, anh tìm chỗ tới chỗ ông Hoắc luôn. Chàng trai, tìm tôi có việc gì thế? Ông Hoắc nhìn thấy Dương Hạo thì nghi hoặc hỏi. Dương Hạo mở lời, trước tiên xin cảm ơn sự tương trợ mà ông Hoắc dành cho tôi khi trước. Thứ hai, tôi muốn đổi một số đan dược, càng cao cấp càng tốt, tốt nhất là đan dược cấp huyền dương. Ông Hoắc liếc nhìn anh một cái. Cậu cho rằng đan dược cấp huyền dương đều là củ cải trắng hay sao? Cậu muốn đổi, e rằng có thể chẳng trả nổi tiền đâu. Dương Hạo nghe vậy thì bật cười, rồi mở lòng bàn tay ra. Một viên hồn đan tỏa ra khí tức năng lượng thuần khiết xuất hiện trong lòng bàn tay anh. Nhìn hồn đan phía trước mặt, bên trên diện mạo tinh xảo đặc sắc, ông Hoắc như nhìn rõ một hư ảnh yêu thú bị giam cầm bên trong. Cả người ông chấn động mạnh mẽ, sau đó thất thanh hô lên, hồn đan yêu thú. Ông Hoắc nhìn chằm chằm hồn đan yêu thú trước mặt, cảm thấy rất khác lạ. Thứ đồ này là nguyên liệu để luyện chế đan dược cao cấp, không bán trên thị trường. Ở thành trì loại 3 như thành Thanh Viễn, có lẽ không có một gia tộc nào có thể ăn được bảo bối này. Dù là gia tộc nhà họ Du đứng đầu cũng không thể. Nhưng có một nơi có thể dùng đan dược có giá tương đương để nhận món đồ này. Đó chính là phân nhánh điện đan khí ở thành Thanh Viễn. Điện đan khí là một thế lực cực kỳ bí ẩn, không nhận đệ tử như các gia tộc hay đạo cung sơn môn bình thường, có thực lực cường mạnh. Chỉ có một lĩnh vực mà điện đan khí có liên quan đến chính là làm ăn buôn bán, hơn nữa chỉ buôn bán đan dược và binh khí mũ giáp. Nhưng không một tông môn hay gia tộc nào dám khiêu khích thế lực này, chỉ sinh tồn bằng cách làm ăn buôn bán, bởi vì thế lực ở đằng sau mạnh và thâm sâu khó lường hơn rất nhiều tông môn. Đồ này mà đặt ở học viện Ninh Không quả là đáng tiếc. Cậu có thể dùng hồn đan yêu thú đổi lấy thứ tốt hơn. Ông Hoắc nói, không nhận hồn đan trong tay Dương Hạo. Dương Hạo nhíu mày, anh vốn dĩ muốn đổi đan dược nhưng không ngờ ông Hoắc lại không nhận. Cậu đừng nhìn tôi như thế, trong điện công huân này của tôi chẳng có thứ cậu muốn đâu. Đan dược cấp huyền dương, cậu đùa sao? Sao học viện Linh Không có thể có thứ đồ này được chứ? Ông Hoắc nói ra. Vậy tôi phải đổi ở đâu mới được? Dương Hạo hỏi. Ông Hoắc nói, cậu có thể đến phân nhánh của điện đan khí. Ở đó, cậu có thể có được bất cứ kỳ thứ gì mà cậu muốn. Chỉ có cậu không nghĩ đến, chứ không có thứ họ không có. Nghe nói như thế, Dương Hạo không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Đây là lời hoa mỹ đến mức nào chứ? Chỉ có thứ mình không nghĩ đến, chứ không có thứ họ không có. Nếu như thế, lẽ nào nói mình muốn đổi một mano cao thủ cảnh giới tử phủ họ cũng có sao? Tất nhiên, dừng mấy ý nghĩ không thực tế kia đi. Nhìn vẻ mặt Dương Hạo, ông Hoắc không khỏi nhắc một câu. Dương Hạo cũng bật cười vì suy nghĩ của mình, cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều. Anh nói, ông Hoắc, ông dẫn tôi đến đó một lần đi. Tôi không biết điện đan khí này ở đâu cả. Sống ở thành Thanh Viễn này mấy năm nay, nhưng tôi chưa từng nghe nói đến. Vậy thì đúng rồi, điện đan khí là thế lực cực kỳ đáng sợ. Người bình thường chắc chắn không biết đến. Cả thành Thanh Viễn này e là chỉ có đám lão già bọn tôi và mấy tản tu có tu vi đạt tới cảnh giới tiên thiên mới biết đến sự tồn tại của cô ta. Cánh cửa của điện đan khí là nơi duy nhất cảnh giới tiên thiên mới có thể bước vào. Ồ, Dương Hạo chợt ớn lạnh. Chỉ có cảnh giới tiên thiên mới được bước vào. Cánh cửa này cũng quá cao rồi. Thảo nào mình chưa từng nghe nói đến nó. E là không chỉ có mình, mà ngay cả người lớn trong nhà cũng không biết đến sự tồn tại của nó. Nghĩ đến mấy người lớn trong nhà, Dương Hạo ngẩng đầu lên hỏi ông Hoắc. Ông Hoắc, tôi muốn hỏi ông một câu về nhà họ Dương chúng tôi. Không ngờ anh còn chưa nói xong, ông Hoắc đã vội xua tay. Cậu đừng hỏi nhiều, bây giờ họ rất an toàn. Cậu chỉ cần nhớ điều này là được. Nhà họ Dương, vì sự tồn tại của cậu cuối cùng sẽ thay đổi rất nhiều. Nói xong, ánh mắt ông Hoắc lóe lên một chút ánh sáng. Dương Hạo nghe thế, trong lòng lại dâng lên cảm xúc cuộn trào. Theo ý của ông Hoắc thì hình như là vì mình nên nhà họ Dương sẽ có cơ hội mở rộng phát triển. Lẽ nào đây cũng là mục đích
mà ba ông lão bảo vệ mình sao? Dương Hạo cảm thấy rất hoang mang. Mặc dù bây giờ mình đang đứng ở vị trí rất cao, nhưng cũng chưa thể đạt tới mức có thể so sánh với Tiên Thiên. Tại sao ba ông lão lại xem trọng mình như thế? Sớm muộn gì cậu cũng sẽ hiểu thôi. Đi thôi, tôi dẫn cậu đến điện đan khí. Ông Hoắc cười nói, sau đó dẫn Dương Hạo rời khỏi điện công huân, đi ra khỏi học viện Linh Không. Dương Hạo kiềm chế sự khó hiểu và ngờ vực, đi ra khỏi học viện Linh Không với ông Hoắc. Sự chú ý của anh lại quay về với việc tích lũy kinh nghiệm lần này của mình. Không lâu sau đó, hai người đi đến quần thể tòa nhà cao tầng, nơi này là trung tâm của thành Thanh Viễn. Người qua kẻ lại tấp nập, vô cùng sầm uất. Sau khi đi vào một cửa hàng tên là cửa hàng Ngũ Tượng, mắt Dương Hạo sáng rực lên. Trong cửa hàng này có rất nhiều vật phẩm cần thiết cho việc tu luyện, vài loại binh khí áo giáp và cả các lọ đan dược được xếp trên kệ. Ngoài ra còn có một vài tinh thạch linh khí, trong đó không thiếu các loại hoàng cao cấp và tầm trung. Ngoài ra còn có những vật phẩm tràn đầy linh khí. Có lẽ mấy món này không phải là tài nguyên của việc tu luyện, nhưng có rất nhiều món được khai quật từ trong các di tích cổ. Mặc dù không được tốt lắm, nhưng cũng không phải là thứ tầm thường. Dương Hạo nhìn đến hoa cả mắt. Mấy món này đa số đều là những thứ anh chưa từng nhìn thấy, nhưng có nhiều món đã từng xuất hiện trong ghi chép của Tàn Thiên Ma Vương. Sau khi đổi xong thì ra đây xem, có thể tìm được chút đồ tốt. Dương Hạo thầm nói, sau đó đi theo ông Hoắc đi vào bên trong. Bước qua cánh cửa để đi vào bên trong sảnh lớn, bỗng nhiên có một màn sáng xuất hiện trước mắt mọi người. Ông Hoắc mỉm cười, sau đó túm lấy cánh tay Dương Hạo. Ngay lập tức hai người đi xuyên qua từ màn sáng đó. Năng lượng vô hình quét qua người Dương Hạo không khỏi kinh ngạc khi cảm nhận được sức phản kháng khủng khiếp đó. Nếu chỉ có một mình anh, có lẽ lúc này đã bị năng lượng đó đánh văng ra. Vừa bước qua màn sáng, mọi thứ trước mắt như khiến ánh mắt Dương Hạo sáng rực lên. Lúc này trước mặt cũng là một sảnh lớn, nhưng bên trong không ồn ào như ngoài kia, chỉ có lác đác hai ba người mà thôi. Hai bên đều là những dãy kệ hàng, trên đó có một vài bảo vật, mỗi món đều sáng ra ánh sáng nhàn nhạt, thậm chí còn có năng lượng dao động cực mạnh. Mấy thứ này đều là bảo vật. Dương Hạo không khỏi thốt lên. Anh trợn to mắt nhìn lướt qua hơn 10 dãy kệ hàng. Nếu nói khiêm tốn thì trên mỗi dãy cũng có vài chục món đồ, còn tính ra thì ít nhất cũng phải đến vài trăm món bảo vật. Mấy thứ này là bảo vật linh phẩm cấp thấp. Ông Hoắc chỉ vào dãy kệ hàng đầu tiên nói, sau đó đến dãy thứ hai. Đây là bảo vật linh phẩm tầm trung. Đây là linh thảo đan dược. Đây là nguyên liệu của linh khí, cũng có vài nguyên liệu kim loại hiếm. Nơi này là một số tài nguyên tu luyện đặc biệt, vô cùng quý giá. Ông Hoắc giới thiệu lướt sơ qua từng dãy kệ hàng, hiển nhiên là ông ta rất quen thuộc với nơi này. Không lâu sau, hai người đã đi đến dãy kệ hàng cuối cùng. Hai người xuất hiện cũng thu hút sự chú ý của ba người trong sảnh lớn. Trong quầy có một ông lão, vẻ mặt khá lạnh nhạt, chỉ liếc nhìn ông Hoắc và Dương Hạo một cái, sau đó cũng không để ý tới nữa mà nhắm mắt lại. Hai người còn lại đều đang xem đồ vật ở bên trên cạnh kệ hàng. Nhìn thấy ông Hoắc, hai người bước đến, trông như có vẻ đã quen nhau từ trước. Ông Hoắc không ngờ ông không canh gác điện công huân của mình mà lại chạy đến nơi này. Một ông lão hơi gầy nói. Dương Hạo đã để ý tới người này. Trong đôi mắt của đối phương hiện lên vẻ lạnh nhạt, mặc dù là đang chào hỏi nhưng lại không hề có cảm giác gần gũi thân thiết. Một người khác bước đến nhìn ông Hoắc, sau đó sảng khoái nói, ông Hoắc, đừng để ý tới tên này, chúng ta qua đây nói chuyện một chút đi. Dương Hạo nhìn sang, sắc mặt người này hồng hào, mái tóc dài màu nâu, trông có vẻ là một người đang độ tuổi trung niên, nhưng cảm giác thăng trầm trên người ông ta lại không phải là thứ mà người trung niên có thể để lộ ra. Dương Hạo thầm nghĩ, có lẽ tuổi tác của người này cũng không nhỏ hơn ông Hoắc. Lý Định Nghĩa, ông có ý gì? Ông lão gầy gò bên cạnh lập tức xa sầm mặt, khí tức nghiêm nghị, lập tức cuồn cuộn lao về phía ông lão đang nói. Sao nào, Tiêu Sóc, ông còn muốn ra tay với tôi sao? Lý Định Nghĩa quay đầu lại, nét mặt lộ ra vẻ khinh bỉ. Khí tức trên người ông ta cũng dâng lên, mạnh hơn cả Tiêu Sóc. Tiếng ho khan bỗng nhiên vang lên. Ông lão vốn dĩ đang nhắm mắt ở trong quầy bỗng mở mắt ra, sau đó lướt nhìn qua hai người Lý Đình Nghĩa. Nếu hai người các ông
không muốn tu vi không dễ gì có được bị mất đi, thì cúi đầu làm người cho tôi. Lời nói hết sức bá đạo, ông lão khẽ nhịp ngón tay phải trên bàn. Ngay tức khắc, có hai luồng khí tức biến mất, không thấy tăm hơi. Lý Đình Nghĩa và Tiêu Sóc kinh ngạc, sau đó lộ ra vẻ hốt hoảng, không dám làm như thế. Ông Hoắc mỉm cười với Lý Đình Nghĩa và Tiêu Sóc, sau đó đi thẳng tới chỗ quầy tủ. Dừng lại ở quầy tủ, ông ta cung kính nói với ông lão bên trong. Tiền bối Từ Hạc, tôi đang tìm một vài món đồ, tôi nghĩ ông sẽ có hứng thú nên mạo muội dẫn thằng nhóc này đến. Từ Hạo gật đầu, sau đó nhìn sang Dương Hạo, ánh mắt ông ta bỗng hơi khác thường. Cảnh giới kim linh cấp 3, tên nhóc này cũng khá lắm, còn trẻ thế này mà đã đột phá tiên thiên không phải là việc khó, thậm chí có thể đột phá tới tử phủ. Cảm ơn tiền bối, Dương Hạo khiêm tốn nói. Ngược lại ông Hoắc cảm thấy ngạc nhiên, thực ra từ lúc nhìn thấy Dương Hạo ở dãy núi Yêu Ma thì ông ta đã không cố ý để tâm đến cảnh giới của Dương Hạo nữa. Bây giờ cảm nhận lại thì đúng là cảnh giới kim linh cấp 3. Mới chỉ có hơn 3 tháng mà anh đã đột phá từ 12 mạch lên tới cảnh giới kim linh. Tốc độ tu luyện này quả là đáng sợ. Lẽ nào thằng nhóc này có được truyền thừa sao? Chắc chắn là như thế. Ông Hoắc thầm nghĩ, sau đó không khỏi mỉm cười. Ông ta cũng cảm thấy rất vui với cuộc gặp gỡ của Dương Hạo. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ ông ta sẽ có chút dao động mà sinh ra lòng ham muốn, nhưng ông ta lại không dám với Dương Hạo. Tiền bối, mời xem. Dương Hạo được ông Hoắc ra hiệu, bèn lấy ra một viên hồn đan. Ánh sáng lấp lánh, bên trong có một vòng hư ảnh thạch tượng màu đen. Hồn đan. Ánh mắt Từ Hạo lóe lên tia sáng, sau đó đứng phát dậy. Một bóng người xẹt qua, Dương Hạo không hề cảm nhận được bất kỳ khí tức năng lượng nào. Khi anh phản ứng lại, thì mới nhận ra hồn đan trong tay mình đã nằm trong tay Từ Hạo. Hồn đan đại yêu đỉnh cấp, quả là khá đó. Ở thành Thanh Viễn này, lần đầu tiên tôi nhìn thấy món đồ này. Từ Hạo ngẩng đầu lên nhìn Dương Hạo. Ông ta nói, cậu nhóc, cậu muốn đồ cái gì? Dương Hạo nhìn Từ Hạo cảm thấy rất kinh ngạc. Tốc độ vừa rồi, dù có là hư ảnh, anh cũng có thể bắt được. Chứ đừng nói là người. Chỉ cảm thấy có một luồng gió lướt qua người, hồn đan trong tay mình đã biến mất. Tu vi của Từ Hạo này đáng sợ quá chừng, còn mạnh hơn cảm giác mà ông Thanh đem lại cho anh rất nhiều. Hoàn hồn trở lại, anh mới nói, tiền bối, tôi muốn đổi đan dược cao cấp, tốt nhất là linh đan cấp bậc huyền dương. Từ Hạo hơi đổi sắc, sau đó cẩn thận cảm nhận năng lượng linh hồn trong hồn đan mới gật đầu. Viên hồn đan này của cậu có thể đổi một viên đan dược cấp thấp của huyền dương như vân tâm đan, bích ngưng đan, một đổi một. Dương Hạo không khỏi chặt lưỡi, không ngờ một viên hồn đan của mình lại chỉ có thể đổi được một viên đan dược cấp thấp huyền dương. Cái giá này quả thực đắt bất thường. Vậy nếu tôi đổi một vài kim loại hiếm thì sao? Anh lại hỏi. Từ Hạo lại đổi sắc mặt, ông ta nói, lẽ nào cậu còn biết luyện khí sao? Nếu đổi nguyên liệu kim loại thì có thể đổi nhiều hơn một chút, nhưng cũng phải xem là đồ gì. Chẳng hạn như chân linh ngọc kim, ngự long sắc ngàn năm, với 10 viên hồn đan thì cậu chỉ có thể đổi mấy cân mà thôi. Dương Hạo gật đầu, sau đó ngẫm nghĩ một lúc lâu. Hiện tại có hai thứ mà mình muốn có nhất. Một là nguyên liệu kim loại quý để dùng tôi luyện kim nham chi thân. Còn lại là đan dược dùng để nâng cao tu vi. Nhưng hình như đan dược và nguyên liệu kim loại quý đều không phải chỉ dùng một hai viên hồn đan là có thể đổi được. Ngẫm nghĩ một lúc, anh quay đầu lại nhìn hai vị cảnh giới tiên thiên phía sau, rồi lại nói với Từ Hạo, tiền bối, có thể nói chuyện riêng một chút hay không? Hai mắt Từ Hạo lóe sáng, sau đó gật đầu dẫn Dương Hạo đi vào nhà sau đại điện. Sau khi ông Hoắc và Dương Hạo đi vào nhà sau, gương mặt Tiêu Sóc hiện lên vẻ u ám, ánh mắt lóe lên tia tham lam. Lý Định Nghĩa thấy vẻ mặt này của ông ta cũng hơi nhếch môi. Ông ta biết tên nham hiểm này đang có ý định gì, chẳng qua ông ta cũng không có ý định ngăn cản. Thực ra ông ta cũng hơi động lòng, dù là cảnh giới tiên thiên thì khi uống đan dược cấp huyền dương cũng sẽ có lợi rất lớn. Nhưng ông ta và mấy người học viện linh không có quan hệ khá tốt, vì một hai viên đan dược cũng không đến nỗi đi đắc tội với lãnh đạo cấp cao của học viện. Tiêu Sắc cảm nhận được ánh mắt của Lý Đình Nghĩa, bèn quay đầu lại nhìn ông ta, sau đó đi thẳng ra ngoài cửa. Dù có đồ tốt thì ông ta cũng phải đi chuẩn bị một chút.
giết người cướp của, đối phương lại có một tiên thiên, dĩ nhiên phải chuẩn bị thật tốt rồi. Sau khi vào nội đường, Từ Hạo quay lại nói, nơi này không có ai cả, cậu có gì thì cứ nói thẳng, ngoài ba chúng ta ra, không ai có thể biết bí mật của cậu. Dương Hạo lật đầu, gật đầu, sau đó lật trong tay. Lập tức có 36 viên hồn đan xuất hiện trên bàn trước mặt, năng lượng linh hồn tinh túy tản ra. Từ Hạo hơi ngạc nhiên, đổi sắc. Rõ ràng ông ta cũng giật mình bởi động tác của Dương Hạo. Ông Hoắc lại càng lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn chằm chằm Dương Hạo không rời mắt. Có thế nào ông ta cũng không ngờ anh lại có nhiều hồn đan như thế. Hơn nữa, trong mấy hồn đan này còn có rất nhiều viên mạnh hơn viên hồn đan lúc nãy. Xem ra tôi đánh giá thấp cậu rồi, có thể lấy nhiều hồn đan như thế, thằng nhóc cậu cũng không tầm thường đâu. Từ Hạo hoàn hồn trở lại, nhìn Dương Hạo nói ra. Sau đó ông ta sờ bề mặt bên ngoài của hồn đan, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nói. 36 viên hồn đan này đều là hồn đan đại yêu đỉnh cấp, trong đó cũng có không ít đỉnh cao. Chàng trai, cậu lập ra một danh sách những thứ cậu muốn đổi đi. Dương Hạo không cần suy nghĩ nhiều, bèn nói. 5 viên vạn nguyên tâm đan, 3 viên luyện hồn ngọc đan và 300 cân hóa nguyệt hàn sắt. Tiền bối xem có thể đổi được hay không. Từ Hạo thầm tính toán số lượng sau đó đáp. Đổi mấy thứ này cần khoảng 30 viên hồn đan, cậu còn thừa lại 6 viên. Dương Hạo gật đầu sau đó quay lại nói với ông Hoắc. Ông Hoắc, 6 viên này ông muốn đổi chút gì không? Cho ông quyết định đấy. Ông Hoắc hơi sửng sốt sau đó mỉm cười. Tên nhóc này rất biết cách làm người, vùng tay cũng rất khá. Nếu là tu giả bình thường, nào dễ dàng tặng người khác đồ quý giá như vậy đâu. Ông ta lắc đầu nói. Tôi không cần dùng nhiều như thế, cậu chỉ cần đổi cho tôi một viên tử khởi đan là được rồi. Tử khởi đan, nghe đến ba chữ này Dương Hạo không khỏi nhíu mày. Sau khi đọc xong cuốn Dược Đạo của Vô Song Thiên Quân, anh có lượt kiến thức mới về đan dược, dĩ nhiên cũng biết đến tử khởi đan. Tử khởi đan này chính là đan dược cần thiết mà cảnh giới tiên thiên cần để đột phá cảnh giới tử phủ. Nhưng muốn đột phá cảnh giới tử phủ thì tử khởi đan cần một con số khổng lồ, hơn nữa còn chưa chắc có thể đột phá thành công. Anh nhíu mày, không phải vì ông Hoắc yêu cầu quá cao mà là quá thực quá thấp. E là một viên hồn đan chỉ có thể đổi được một viên tử khởi đan. Hà, Dương Hạo, cậu có lòng như thế tôi đã cảm thấy an ủi rồi. Hơn nữa bây giờ tôi chỉ mới là cảnh giới tiên thiên tiểu thành. Dù có đạt đến tiên thiên cấp cao thì cũng phải còn đợi một thời gian rất lâu, chứ đừng nói là cảnh giới tử phủ. Mà trên đoạn đường này tôi muốn tích lũy dần dần, phấn đấu tích lũy càng nhiều hơn. Dù sao nếu đột phá tử phủ mà không tích lũy thật nhiều thì không thể thành công. Thế nên tôi không muốn dựa dẫm vào sức mạnh bên ngoài khi đang ở cảnh giới tiên thiên. Ông Hoắc nói ra. Dương Hạo gật đầu, không khỏi tán thưởng ý chí của ông Hoắc, không dựa dẫm vào bất kỳ ngoại lực nào, tự mình tích lũy để đột phá. Có lẽ đợi đến khi ông Hoắc đạt được cảnh giới tử phủ, chắc chắn thực lực có thể vượt xa cao thủ tử phủ bình thường. Vậy cứ theo ý ông Hoắc. Nói rồi Dương Hạo xoay lại nói với Từ Hạo. Đã thế thì lấy 5 viên hồn đan còn lại đổi thành hóa nguyệt hàn sắt cho tôi đi. Từ Hạo gật đầu nói, sau đó lập giao dịch với Dương Hạo. Sau khi đổi hết toàn bộ 36 viên hồn đan này thành đan dược và hóa nguyệt hàn sắt, Dương Hạo ngẩng đầu lên hỏi. Tiền bối, không biết chỗ các ông có nhận bí thuật kỹ năng võ thuật hay không? Từ Hạo sửng sốt cười nói. Tất nhiên là có, cầu bàn chỉ cần lấy ra. Điện đan khí chúng ta có thể nhận bất kỳ bảo vật nào, bao gồm cả bí thuật kỹ năng võ thuật. So với lúc nãy thì thái độ của ông ta bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. 36 viên hồn đan, nếu giao nộp lên đủ để cho ông ta nhận được nhiều phần thưởng hơn rồi. Thế nên dĩ nhiên ông ta phải thay đổi thái độ. Dương Hạo vung tay, kim nhan tuyệt bộ xuất hiện trong tay, sau đó đưa cho Từ Hạo. Bí thuật chạy trốn kim nhan tuyệt bộ này phải trả cái giá quá lớn khi muốn thi triển, chính là tự hủy hoại làm tổn thương bản thân. Dương Hạo không muốn dùng nó để tu hành, nhưng cũng không phải ai cũng nghĩ như thế. Dù sao vài người không tự tin về tu vi của mình cũng rất muốn học được bí thuật có thể thoát thân này. Mở bí thuật ra xem, ánh mắt Từ Hạo lập tức lóe lên tia sáng. Chỉ đọc một trang thôi nhưng ông ta đã nhận ra bí thuật này không hề đơn giản. Nếu tu luyện kim nham tuyệt bộ đến tiểu thành thì e là không ai trong cảnh giới tiên thiên có thể đuổi kịp.
Nếu là đại thần thì cảnh giới tử phủ cũng theo không kịp. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn Dương Hạo, trịnh trọng nói: Cậu bạn muốn giao dịch đổi bí thuật này thật sao? Dương Hạo gật đầu. Cậu có thể lấy món này rồi đổi 50 cân ngự long sắt ngàn năm, hoặc có thể đổi 3 viên xích dương long đan, linh đan cấp huyền dương cao cấp. Cậu có thể tự chọn. Ôi! Ông Hoắc ở một bên hít vào một hơi không khí lạnh, không thể tin dùng nhìn bí thuật trong tay Từ Hạo, sau đó lại nhìn Dương Hạo cực kỳ kinh ngạc. Dương Hạo cũng khiếp sợ, anh suy nghĩ một lúc rồi nói: Thế này nhé, tôi đổi 2 viên xích dương long đan, những cái khác đổi thành ngự long sắt ngàn năm. Từ Hạo gật đầu. 2 viên xích dương long đan cộng thêm 10 cân ngự long sắt ngàn năm, cậu thấy có được không? Được rồi. Hoàn thành giao dịch lần nữa, Dương Hạo nhìn Từ Hạo rồi lại suy ngẫm một chút. Thấy vẻ mặt của anh, Từ Hạo lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó nói: Cậu bạn, lẽ nào trong tay cậu còn có thứ gì muốn đổi nữa sao? Dương Hạo gật đầu rồi lại lấy ra từ món đồ, lần lượt là móng vuốt thú linh long và tinh hoa hàn nguyệt. Hai món này đều là bảo vật quý hiếm, nhất là móng vuốt thú linh long cực kỳ quý giá, có thể luyện chế áo giáp và bảo vật phòng vệ cấp huyền dương. Nghe nói long linh trưởng thành đều là sự tồn tại vượt xa cấp bậc yêu tiên tử phủ, dù là con non thì khi được sinh ra cũng đã ở cấp bậc yêu tiên cực kỳ hung hãn. Tim đập nhanh vào nhịp, Từ Hạo nhìn chằm chằm hai món đồ trước mặt, ngạc nhiên thốt lên: Móng vuốt linh long, tinh hoa hàn nguyệt, đây